Kính thưa quý vị, đến với bản tin hoạt trình đốn hôm nay là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi bài viết của nhà báo Phạm Trần với chủ đề Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tư cười phất cờ đỏ sao vàng. Quốc kỳ của nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trưa ngày 27 tháng 2 2019 tại Hà Nội. Ông Trump không những đã gây ngạc nhiên cho báo chí. Theo dõi hội nghị lần hai tại Hà Nội giữa ông và lãnh tụ tối cao Kim Jong-un để giải giới vũ khí nguyên tử tại Bắc Hàn mà còn là tổng thống Mỹ đầu tiên đã hành động như thế kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 7 năm 1995. Theo dõi trực tiếp truyền hình thấy diễn tiến như sau. Ông Trump được ông Phúc tiếp đón vào trụ sở chính phủ giữa hai hàng chào của nhân viên nhà nước và thiếu nhi đồng phục phất cờ hai nước trên tay. Khi sắp tới đội quân danh dự, bất ngờ ông Phúc hướng ông Trump qua phía các em bên trái và nói Chào ông đi. Các em đáp lại, chào ông. Tại đây ông Trump bất ngờ mượn một lá cờ đỏ sao vàng của một em dơ lên phất giữa tiếng cổ võ vui mừng của đám đông. Vài giây sau, ông Trump mượn lá cờ Hoa Kỳ từ tay một em khác trao cho ông phúc để hai người cùng phất lên cao và hướng về các máy chụp ảnh quay phim báo an ninh thủ đô từng thuật tiếp thật tuyệt vời tình hữu nghị tuyệt vời ông trump quay sang nói với thủ tướng không quên cảm ơn các em thiếu nhi và những người có mặt khi có chút thời gian nhìn xung quanh tổng thống mỹ thốt lên tòa nhà đẹp quá Tôi mong rằng ông sẽ mang đến may mắn cho Việt Nam và tòa nhà này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, tòa nhà khai trương khi nào vậy? Ông Trump tiếp tục trò chuyện với thủ tướng mà chưa vội đứng vào vị trí tiền sảnh để chụp ảnh nghi lễ. Mới vừa khai trương cách đây mấy hôm thôi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui vẻ đáp lại. Tòa nhà thật đẹp, Tổng thống Trump nhìn xung quanh và nhắc đi nhắc lại, phất cờ làm gì? giải thích với báo chí trong nước về hiện tượng phất cờ của ông trump thứ trưởng ngoại giao lê hoài trung nói đối với lãnh đạo các quốc gia việc cầm lá cờ của các quốc gia mà mình có quan hệ ngoại giao là thể hiện sự tôn trọng với quan hệ giữa hai nước sự tôn trọng với ngay bản thân quốc gia mình khi có quan hệ ngoại giao thì tôn trọng thể chế của nhau tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng nhân dân của cả hai nước theo VOV Voice of Vietnam. Nhưng tại sao ba tổng thống Mỹ gồm Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 19 tháng 11 năm 2000, George W. Bush dự hội nghị APEC Asia Pacific Economic Cooperation thăm chính thức từ 17 đến ngày 20 tháng 11 năm 2006 và Barack Obama thăm chính thức từ 22 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016 đã không ai phất cờ Cộng sản Việt Nam như ông Trump. Báo chí Việt Nam không bình luận thêm hay không được phép thảo luận. Báo chí nước ngoài có mặt khi ông Trump phất cờ Cộng sản cũng không biết gì. Có lẽ họ không coi đó có tác dụng đến nội dung đưa tin. Nhưng đối với những người Việt Nam, cả trong và ngoài nước, không chấp nhận chế độ Cộng sản độc tài, độc đảng và phản dân chủ, thì thấy hành động của ông Trump không hợp nhãn và cảm thấy ngứa ngáy trong người. Lý do, vì khi vui vẻ vẫy cờ đỏ sao vàng với đám đông, đang seo hò mừng rỡ sự có mặt của mình đến thăm Việt Nam, ông Trump mặc nhiên muốn chứng minh thân thiện với nước chủ nhà, dù chính phủ Cộng sản Việt Nam đã bị các tổ chức quốc tế lên án vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Trước ngày ông Trump đến Hà Nội, chính phủ Cộng sản Việt Nam đã cho công an canh gác trước nhà những người tranh đấu dân chủ vì sợ họ biểu tình hay tìm gặp phái đoàn Mỹ. Việc này không chỉ xảy ra ở Hà Nội mà cả ở Sài Gòn. Chắc ông Trump cũng phải biết khi ông đến Hà Nội thì chính phủ Cộng sản Việt Nam đang tiêu diệt tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do báo chí bằng luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2019. Đồng thời, trên 100 tù nhân chính trị và lương tâm, những người bất đồng chính kiến, tranh đấu bất bạo động và không hề có hành động muốn lật đổ chính phủ, đang phải nằm tù nghiệt ngã với mức án từ 7 đến 20 năm, như trường hợp nhà hoạt động dân chủ Lê Đình Lương sau phiên tòa ngày 16 tháng 8 năm 2018. Tất cả những vi phạm này của nhà nước cơ đỏ sao vàng Việt Nam đã đi ngược lại truyền thống dân chủ và tự do của nước Mỹ, điều mà các tổng thống tiền nhiệm đến thăm Việt Nam như Bill Clinton, George W Bush và Barack Obama đều lên án trong các diễn văn của họ tại Hà Nội. Hoặc ngược lại, khi các lãnh đạo Việt Nam đến Hoa Thành Đốn cũng đã được nghe thông điệp than phiền của Mỹ về tình trạng nhân quyền tệ hại của Việt Nam. Đó là lý do tại sao. Nhà báo bình luận nổi tiếng của đài truyền hình ABC Mỹ, Cocky Roberts, đã viết Before he tries to negotiate with Kim again, the president may consider that a man willing to starve children spice on his people and lock up and kill his opponents is not likely to be swayed by the lure of luxury shops on the street of his nation's capital. That is glittery glimpse of Hanoi that Trump thought he could sell. When the president arrived in Vietnam, he congratulates President Nguyen Phu Trong, saying, "You really are an example as to what can happen with good." Thinking. But Vietnam, too, has a deplorable human rights record under its still communist government. The rest of the world has largely turned a blind eye to those abuses, instead, celebrating the country's economic growth. Why? As Kim Jong Un train went its way through another driving communist country, here's the lesson he's like to be taking home. Ho Chi Minh Wang. ABC March 1, 2019 Tạm dịch, trước khi tìm cách thương thuyết với ông Kim lần nữa, Tổng thống nên suy xét liệu với một người không ngại bỏ đối trẻ em, do thám chính dân mình, bắt giam và giết những người đối lập, thì chẳng dễ dàng gì bị lây xuyển bởi những cửa hàng sang trọng mọc lên ở đường phố thủ đô Pyongyang, Bình Nhưỡng của ông ta đó là hình ảnh của hà nội mà ông trump nghĩ ông ta có thể rào bán với ông kim khi tổng thống đến việt nam ông đã chúc mừng chủ tịch nguyễn phú trọng rằng ngài chính là một tỷ dụ cho những gì có thể xảy ra với những suy nghĩ tốt nhưng việt nam cũng là nơi tình trạng nhân quyền đang bị lên án tồi tệ dưới quyền cai trị của chính phủ cộng sản thế giới đã nhắm mắt trước những vi phạm này để chỉ biết phấn khởi về mức độ phát triển kinh tế. Tại sao, khi mà chuyến xe lửa của ông Kim lăn bánh xuyên qua một nước cộng sản phát triển khác, ám chỉ Trung Cộng, đây là bài học mà ông ta muốn đem về nước, Hồ Chí Minh đã thắng cuộc. Nhưng nhà báo nhiều kinh nghiệm, bà Corky Roberts muốn nói gì với ông Trump? Và riêng người Việt Nam không cộng sản qua câu kết luận chua chát này, đó là sự phản chiếu hình ảnh của một tổng thống Mỹ đến bàn hội nghị với ý nghĩ con muôn hời hợt. Có tiền, mua tiền cũng được. Trong khi ông Kim Jong-un, dù mới có 36 tuổi và mới lãnh đạo Bắc Hàn từ năm 2011, lại được thừa hưởng những bài học chính trị đương đầu với Mỹ của ông nội Kim Nhật Thành. Và người cha là Kim Chính Nhật. Vì vậy... Ông Kim sinh ngày 8 tháng Giêng 1984, có bản ghi năm 1983, không còn là kẻ trẻ người non dạ nữa. Vì sao ông còn có lãnh đạo Tập Cận Bình và cả cường quốc Trung Cộng chống lưng nuôi ăn? Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Ban chấp hành Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đoàn thể, quý cô chú bác cùng tất cả các anh chị em Hậu vệ khắp nơi tham dự Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại Houston 2019 tại nhà hàng Phoenix Seafood 15156 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019, sự hiện diện của quý quan khách là vinh dự, là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công cuộc phát triển hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Mọi chi tiết xin liên lạc 832 229 3171 713 702 2268 804 868 8933 561 271 9350 hậu duệ việt nam cộng hòa hải ngoại gmail.com facebook hậu duệ việt nam cộng hòa hải ngoại xin trân trọng kính mời